Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi em có một cái golo điện nè, dây thì dây này cũng khá là dài anh em, dây này 29m nha, thì dây cũng bự luôn, dây bự, dây 2 chấm luôn nha anh em. Nè, thông số nè, 59m nha, 125V. Thì dây này anh em mình xài 220 bình thường, tại dây bự nha, xài điện ha. Gô này cũng đẹp nha anh em, tại nó dính xi măng nè, cái này chắc đi công trình nó bánh ha. Này được 4 lỗ anh em, không xét nha anh em, tại nó dính nước sơn với xi măng. Cái này về lấy cái đồ khử nó ra. Rồi dây thì nguyên zin, không nối nha, không nối không đứt nha anh em, không nối nè, không đứt ha. Chui nè, chui ba mình muốn xài mát thì xài, không xài thì nó cũng vẫn cớp vô được nha, xui đổ luôn. Rồi bán cho anh em 900.000 ha, chuyển khoản đủ bao ship luôn, 900k. Đó, 29m 900k, Hataya em cũng có luôn nha. Hataya em cũng còn được 3-4 cuộn Hataya ha. Còn cái này thì Hataya nó có chống giật, cái này nó không có chống giật nha anh em. Đó, dây 2 chấm ha. Rồi 900k, chuyển khoản đủ bao ship nha anh em.